Thua toàn diện, huấn luyện viên Philippines tái mét cảnh báo các đội bóng Đông Nam Á về Việt Nam. Người hâm mộ mất mặt. Trước AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã có màn tổng duyệt với Philippines để thử nghiệm về nhân sự cũng như là lối chơi. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo, thời điểm diễn ra trận giao hữu quốc tế này là phù hợp để chọn một điểm rơi phong độ cho toàn đội. Ở trận đấu này, hai cầu thủ chắc chắn không ra sân là Văn Hậu và Hoàng Đức. Cả hai được ban huấn luyện cho nghỉ ngơi để có thể trạng tốt nhất cho chính thức AFF Cup 2022. Chiều ngày 13 tháng 12, đội tuyển Việt Nam lẫn Philippines đều có buổi tập duy nhất trên sân vận động Hàng Đẫy. Đội tuyển Philippines không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, họ có đầy đủ thành viên sau 3 chuyến bay. Trong buổi tập này, Philippines còn tranh thủ làm quen với trái bóng của AFF Cup khi mà được huấn luyện viên Park Hang-seo giới thiệu. Ngoài vị tân huấn luyện viên trưởng, đội hình của đội tuyển Philippines còn có một số cầu thủ nổi bật như là Marcos Stock, thủ thành Kevin Rehensi. Đây gần như là danh sách cuối cùng của AFF Cup. Philippines thiếu nhiều cầu thủ không tập trung, nhưng tôi tập trung vào đội hình hiện tại, phát triển họ lên đội tuyển. Họ đang làm rất tốt và tôi hài lòng vì điều đấy, vị huấn luyện viên trưởng Philippines phát biểu. Sau trận đấu này, danh sách chính thức các cầu thủ tham dự AFF Cup vào cuối năm sẽ được công bố. Sáng ngày 15 tháng 12, tiền vệ Quang Hải sẽ có mặt tại Hà Nội. Bước vào trận đấu, không ngạc nhiên khi mà đội tuyển Việt Nam đã cầm thế chủ động và tạo ra sức ép ngay từ đầu. Tuy nhiên đến phút thứ 7 thì cơ hội đầu tiên mới đến với chúng ta. Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp khi mà Tuấn Hải bị phạm lỗi. Tuy nhiên, thủ thành Kevin Ray đã ôm trọn trái bóng sau quả sút phạt của Văn Quyết. Đến phút 20, cơ hội tiếp theo đã đến khi mà Duy Mạnh đã đánh đầu, đưa bóng bay vọt xả ngang sau pha đá phạt góc bên cánh trái của Văn Quyết. Sau 25 phút, Philippines chỉ kiểm soát 36%. Những pha bóng triển khai của đội khách tương đối dễ dàng hóa giải khi mà co cụm phòng ngự. Họ thiếu nhân sự trên mặt trận tấn công. Phút 30, sau cú đá phạt góc của Hùng Dũng, Thành Trung chạy cắt mặt để đánh những cầu thủ ở gần chấm 11m nhưng bóng lại đi vọt xa. Từ đầu trận, những bài đá phạt góc của đội tuyển Việt Nam khá đa dạng. Trước đó, Duy Mạnh có một cú đánh đầu ở gần cột. Phút 35, Philippines đã phản công nguy hiểm. Eric đã băng xuống rất nhanh bên cánh phải rồi căng ngang cho Zhao Quinn, nhưng số 7 của Philippines lại xử lý bóng lóng ngóng nên không thể dứt điểm. 2 phút sau, đội tuyển Việt Nam đáp trả Văn Quyết có pha vẩy má ngoài loại bỏ hàng phòng ngự Philippines, bóng tìm đến chân Việt Anh và hậu vệ này đã quyết định dứt điểm một cách tự nhiên. Tuy nhiên, bóng lại đi chạy cột dọc trong gang tấc. Phút 39, Văn Toàn có pha khống chế gọn gàng rồi thực hiện một cú ra chân rất nhanh ngoài vùng cấm. Thủ môn Philippines đã bị đánh bại nhưng bóng đi chạm xa. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Bước vào nửa trận đấu, thầy Park đã thay đổi cả về con người lẫn chiến thuật. Những nhân tố mới giúp chúng ta lấn lướt, điều gì đến cũng phải đến. Đội tuyển Việt Nam đã liên tiếp có các bàn thắng và hoàn thành trận thắng vô cùng thuyết phục. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có 2 trận giao hữu toàn thắng trước khi bước vào AFF Cup 2022. Chứng kiến việc thua toàn diện như thế, đội tuyển Philippines chỉ biết ôm đầu. Trong phòng họp báo, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận: Việt Nam quá mạnh với chúng tôi, các bạn không cần nhiều bóng nhưng cứ tăng tốc là ghi bàn. Tôi đã cố gắng cùng với các học trò làm mọi cách để ngăn cản nhưng không thể làm gì hơn. Việt Nam là đội tuyển hàng đầu châu Á lúc này và chắc chắn các bạn sẽ vô địch AFF Cup. Nói về giải đấu AFF sắp tới, vị huấn luyện viên Philippines cảnh báo Đông Nam Á rằng Việt Nam đang thể hiện mình là đội hàng đầu châu Á, sẽ rất khó khăn để ngăn cản họ tại AFF Cup sắp tới. Theo tôi, với sự chuẩn bị tốt, một số dàn cầu thủ chất lượng và một huấn luyện viên tài năng như Park Hang-seo, Việt Nam sẽ vô địch. Việt Nam chơi như các đội bóng châu Âu, tôi nói vậy vì tôi từng dẫn dắt các đội trẻ của Barcelona. Các bạn đang sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng và có thể dự World Cup 2026. Trên diễn đàn Đông Nam Á Asian Football liên tiếp các bình luận đã được đánh giá cao màn trình diễn của những chiến binh sao vàng. Tài khoản Sufan của Thái Lan đã chia sẻ: Tôi là cổ động viên Thái Lan nhưng phải thừa nhận rằng Việt Nam quá mạnh và chắc chắn sẽ vô địch AFF Cup năm nay. Cổ động viên Ivan của Malaysia thì trầm trồ: Việt Nam càng ngày càng hoàn thiện, giờ đây các bạn đã lên một đẳng cấp khác. Thông tin từ VFF ngày hôm nay cho biết, trận đấu với Philippines, ông Park Hang-seo sẽ thông báo danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup vào ngày 15 và chậm nhất là ngày 16, trước một ngày khi mà lên đường sang Lào. Trước trận đấu với Philippines, huấn luyện viên Park Hang-seo hiện tại thì vẫn còn một nỗi lo khi mà tiền vệ Hoàng Đức và Đoàn Văn Hậu vừa chưa có một thể trạng tốt nhất và cần phải tập riêng. Đội tuyển Việt Nam cũng chờ Quang Hải tập trung. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của thầy Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt mục tiêu giành cúp vô địch. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chung bảng B với Malaysia, Singapore, Lào và Myanmar. Các đội bóng thi đấu theo thể thức một lượt sân nhà sân khách. Ngoài trận đấu với Lào thì đội tuyển Việt Nam còn có một trận làm khách trước Singapore vào ngày 30 tháng 12 và tiếp Malaysia, Myanmar tại Mỹ Đình.
5 năm chèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam, thuyền trưởng người Hàn Quốc đã mang tới rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Ở trận chiến cuối cùng này, người hâm mộ kỳ vọng ông sẽ đưa đội tuyển Việt Nam trở lại ngai vàng. Cuối năm 2018, thầy Park Hang-seo đã đưa người hâm mộ Việt Nam chạm tới cảm xúc hân hoan vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Cơn khát danh hiệu kéo dài 10 năm của đội tuyển Việt Nam đã được giải tỏa bởi một chiến thắng xuất sắc trong 8 trận có 6 chiến thắng. So với đối thủ, đội tuyển Việt Nam gặp nhiều thuận lợi hơn. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang sở hữu lực lượng đầy đủ, mạnh nhất, đồng đều và có sự tạo điều kiện của VFF. Không chỉ vậy, thời gian chuẩn bị cũng đủ dài cho thuyền trưởng người Hàn Quốc chỉnh sửa và bổ sung những vấn đề chuyên môn. Những gì có trong tay thì không ngạc nhiên khi một lần nữa đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao nhất. Nhìn lại những thành công của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, dễ dàng nhận ra nền tảng để mang tới niềm vui cho người hâm mộ nằm ở chuyện biết mình biết người. Ở AFF Cup 2018 hay nhiều giải đấu khác, Việt Nam không phải là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Lối chơi dù có trận này và trận khác nó sẽ có những điều khác nhau nhưng phần lớn đều là tôn trọng đối thủ một cách đúng mực. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã lấy phòng ngự làm nền tảng thay vì tấn công, phủi đầu để chiến thắng. Nói một cách đơn giản, Việt Nam ở cửa dưới thì luôn hay và dễ đá hơn so với việc nhập cuộc bằng một tâm thế trên cơ. Ngược lại, đội bóng của ông Park thì luôn có khó khăn khi được coi là ứng cử viên và buộc phải đá tấn công, và AFF Cup 2020 là một ví dụ. Giải đấu trên đất Singapore thì đội tuyển Việt Nam đã phải chơi tấn công và rốt cuộc kết quả như thế nào thì không cần phải nhắc lại. Tại AFF Cup 2022, dù không muốn, đội tuyển Việt Nam vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Ngần ngại ở đây chẳng ở chuyện là đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn khi mà các đối thủ đá phòng ngự số đông hay tấn công thiếu hiệu quả ra sao. Vấn đề ở chỗ liệu các học trò của huấn luyện viên Park có chính mình hay không. Tâm lý các học trò của thuyền trưởng người Hàn Quốc về cơ bản là khá vững khi mà chui rèn qua nhiều giải đấu. Nhưng thực tế đã nói thì nó chỉ hay khi mà bị xếp dưới. Chính vì vậy, bài toán mà ông Park và ban huấn luyện cần xử lý là làm sao để các học trò nhập cuộc bằng một tâm thế ứng cử viên vô địch với sự tự tin. Giải quyết được vấn đề này cùng với việc đội hình chất lượng cao thì đội tuyển Việt Nam sẽ không khó để hoàn thành mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.